dụng cái màu nào thì đó là tùy nhé. Còn đây thì mình sẽ sử dụng màu vàng cho nó sáng nhé, cho nó nổi nhé. Mình sẽ cắt cái phần màu vàng này ra này. Đây, một đoạn ngắn ngắn như này thôi. Sau đó mình gập đôi vào. Hơi ngắn nhỉ? Mình sẽ lấy cái đoạn hẳn đoạn này đi. Mình sẽ gập đôi nó vào này. Sau đó thì mình sẽ cắt cái phần màu vàng này thành những cái đoạn tờ giấy nó dài và nó nhỏ như thế này để mình quấn quanh cái sợi dây nhé. Đây, bạn sẽ cắt nó như thế này giúp mình. Cắt ra này. Cắt hết ra giúp mình nha các bạn. Cắt hết cái đoạn này ra. Sau khi mà cắt xong thì mình sẽ quấn cái phần này vào xung quanh cái sợi dây của mình để làm cái phần trang trí ở bên dưới nhé. Đây. Rồi, sau đó các bạn sẽ mở nó ra này. Mở nó ra như này và các bạn sẽ quấn cái phần này xung quanh cái sợi dây giúp mình để tạo thành cái phần hình trang trí ở bên dưới này. Các bạn dán keo vào đây. Rồi các bạn sẽ quấn cái phần này lại. Đây, các bạn sẽ quấn cái phần này xung quanh cái phần sợi dây nhé. Đây, các bạn quấn như thế này. Thì các bạn có thể lấy màu vàng giống như của mình hoặc là các bạn lấy màu khác cũng được nha. Đây. Quấn vào như thế này. Và các bạn sẽ quấn đến cái khoảng nào mà các bạn thấy là nó phù hợp với cái phần này rồi nhé. Hoặc là các bạn sẽ quấn hết cái này thì mình sẽ thấy nó hơi bị dày thì mình sẽ xé luôn ở đây để cho nó đỡ bị dày nhé. Sau đó thì mình sẽ dán keo vào như thế này. Dán keo vào và mình sẽ dán kín nó lại như thế này nhé. Là được nha các bạn. Đây. Và sau đó mình lật ngược lại. Lật ngược lại thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ có được một cái phần sợi dây trang trí hình tròn đúng không? Có 6 hình tròn với 3 màu sắc này và bên dưới thì nó có thêm một cái lủng lẳng màu vàng như này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.